Thì cuối cùng á thì ông trời ông cũng không phụ lòng người, ông ướt một, ông mưa một cái thì ướt hết người luôn. Anh chị coi nè, mưa thì mưa thoáng qua thôi, nhưng mà không có chỗ núp mưa, đi dọc đường mà đâu có cái chỗ nào đâu để núp mưa, thấy bụi cây không à, lũi đài vô bụi cây, ông ngờ ướt hết mình luôn rồi. Bây giờ thì em đang trên đường đi về Bình Đại của tỉnh Bến Tre để ghi hình và báo giá dùm cho khách hàng mấy con bò, mà không biết cái chị chủ nhà này chỉ bán bò gì đây, và chỉ chờ em sáng giờ rồi, nhưng mà em đi một chút là em lại mắc mưa, chút xíu là lại mắc mưa nữa. Nhiều khi mình hẹn tới hẹn lui hoài với chủ nhà thì đâm ra chủ nhà người ta cũng nói chắc là mình đang diễn, nhưng mà thực sự không phải vậy đâu, em bị mắc mưa thiệt, ướt mình hết trơn rồi. Rồi thì bây giờ cũng không có dài dòng nữa, thì mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem hướng mắt về màn hình để coi cây hôm nay chủ nhà bán bò gì và giá cả như thế nào. Thì nếu mà cảm thấy thích muốn mua thì anh chị chúng ta cứ liên hệ với em và liền vào số điện thoại của em nha, 0383 777 696. Dạ rồi, thì cuối cùng cũng tới được nhà của anh rồi. Đây thì mới bước vô thì trước mắt em là một số cây kiểng rất đẹp. Đó, có cây hoa giấy này đẹp quá. Thì anh cho em hỏi là bò mình ở đâu á anh? Anh ở đây. Bò ở đâu anh? Wow, cây mè. Ở đây anh cũng chơi kiểng dữ ha. Cá, cây, ý, sao nó có khói đây ta? Hay vậy? Dữ dằn. Anh bán bò nhiều không? Cõi. Cõi. Ồ, bán hết luôn. Bò nhiều quá vậy? Chín mái mấy này có bò. Dạ. Mấy này chút bự đẻ thôi. Bò đẹp quá. Bây giờ là không chăm nữa. Là bây giờ là bán này để mua xe. Để chút nó về Úc coi rồi Úc tự ra giá từ bộ bộ. Ở đây dễ lắm. Là Úc bán mà Úc cũng biết giá con nào sao rồi. À. Lột là Hàn Quốc rồi. Rồi. Mà kêu tại lắp rồi luôn. Rồi, ví dụ em định giá giùm cho anh luôn. Chú ơi, Úc hồi đó mua bán mạng từ đó giờ nhiều rồi, định giá cũng nhiều, con biết con bộ nó giá nhiều nhiều quá thì cứ Úc định giá đi. Anh có tiện xuất hiện cho anh video không? Thôi đừng có quay, khỏi quay ha. Ờ, thấy mặt đúng không? Ở đây chuồng bò thì cũng khá là đông. Thì bây giờ mình đợi chị chủ nhà về, ảnh thì ảnh nói là để bà xã về cái đi, hai vợ chồng thương lượng giá, quyết định đưa giá ra giá cái ha. Thì ở đây cũng bò cũng nhiều. Bò nhiều lắm. Mấy con bò B cũng đẹp. 3B. Đó, rồi thì bây giờ em đợi chị chủ nhà về chút nha cô chú anh chị và các bạn nha. Rồi ok, bây giờ chị định bán giá sao đây? Chưa quay dính mà. Ổng cũng đâu có dám xuất hiện trên video đâu. Lên sợ bà nào bà dẫn không đi luôn sao á. Rồi bò thì em thấy đẹp á. Rồi giờ giá cả thì chị với ảnh có thương lượng chưa? Rồi ok. Là theo em thì em định giá giùm cho chị luôn. Rồi. Lỡ như em định giá rẻ thì sao? Chị nghĩ chắc không có đâu. Bởi vì sao? Kinh cũng thường biết là chị nuôi rất là cực. Rồi. Rồi. Mình biết là chị nuôi cực, chị bán là lỗ rồi. Mà bây giờ Úc đâu có làm cho chị buộc được. Em đâu biết được. nhiều khi em bấm giá rẻ đằng em gài người của em vô mua rồi sao? Về kiếm lời. Rồi biết đâu chị không cho em quay chúng chị. Rồi cái người ta ở trong đây người ta nói là em nhờ người nào đứng diễn nói chuyện về cắt ghép chỉnh sửa hay sao. Đúng không? Nhiều khi em muốn đến để em quay phim giùm cho ai đó, em cũng phải cái chủ bò xuất hiện. Đó, để đeo hoặc là chị có thể đeo khẩu trang vô, chứ để nhiều khi người ta nói em là quay xong cái về cái nhờ người khác ghép tiếng vô. À đúng rồi.
Chứ chưa rồi giờ là ok đúng không, quyết định là lên sóng là được rồi đúng không? Rồi nè, đây là chị chủ nhà, bây giờ chị quyết định chị bán hết chuồng bò này sao đó em nghe thử. Rồi ok em định giá giùm chị. Rồi chị bước qua đến đây đi, để cho khách hàng người ta thấy chứ, để nhiều khi người ta nói em cắt ghép chỉnh sửa rồi mất công lắm. Con này hình như tháng 11 đẻ nè. Tháng này 11 đẻ. Ừ, mà trong vòng tháng này chắc tơ hay sao chị? Ừ, con này tơ chưa đẻ. Tơ mang thai lứa đầu. Nè, đẹp. Bò thì nói chung là đẹp ơi. Anh chị có thể thấy không? Rất là bự con. Ừ. Chân móng nè, móng thì móng sò, rúng yếu thì đầy đủ bài bản hết ha. Ở đây tình trạng cái con kế bên này là sao đây chị? Con này chữa luôn. Ừ, chữa luôn. Bao nhiêu tháng rồi? Tình trạng đẻ chữa gì mấy lứa? Con này hai lứa thì đúng là lứa thứ ba. Lứa thứ ba. Bò mẫu kiểu quá ha. Bò này chắc cũng lựa hả chị ha? Lựa hết á, cưng tiễn hết, mấy con nào xấu chị bỏ hết rồi đó. Ừ, bò này đẹp quá. Con này chữa mấy tháng rồi? Sao hơn mấy người 7 tháng rồi đó. Sao hơn mấy người 7 tháng, chị đi CC vô trong kia đặng em lấy tấm hình luôn rồi. Rồi ok, xe tới chút nữa. Rồi. Rồi ok, việc. Là nói chung là bò ở đây là chị bao lòi luống hết, không có lòi luống bò nào luôn. Rồi, con này cho em thông tin đi. Nói sao? Con này là hai lứa, lứa này lứa thứ ba nè. Lứa thứ ba, chữa mấy tháng rồi? Chữa này chắc sáu tháng mấy á. Ví dụ về muốn bán con này như thế. Ví dụ thôi. Vậy chưa hai vợ chồng chưa có thương lượng chưa gì hết. Rồi giờ hai vợ chồng muốn bán thử, mình muốn bán hết cái chuồng bò này là bao nhiêu tiền? Mình cũng đã dự trù rồi. Dự trù rồi khoảng bao nhiêu tiền trong cái chuồng bò này? Em nói dự trù đỡ đó. Còn lên xuống nữa. Vậy chị muốn bán hết chuồng bò này tổng cộng có bao nhiêu con? Và bao nhiêu con bây con bê? 9 con nghe, 9 con nái nè. À. Là 3 con là chữa nè. Rồi. Là 6 con á là giữ con. Rồi ok. Với 6 con con. Rồi. Đó. Là 6 con, 6 con mẹ. Ừ. Là 12. 12 với 3 con nái chữa. Ừ. Là 15. Tổng trong chuồng này là 15 con nhỏ bự. Ừ, nhỏ lớn. Rồi. Là giờ chị dự trù hai vợ chồng là tính bán bao nhiêu tiền để mua chiếc xe là bao nhiêu tấn này? Ủa anh lấy xe anh chở gì, chở hàng gì? Xác bia à, anh về anh bỏ mối ha. Dạ rồi. Ủa cái này ngon nha, cái này em quảng cáo bán hơi bị ngon luôn á. Có khi nào anh bỏ mối cho em về em giao cho anh ta được không? Ở đây cũng đang giao mấy tại về đây hết luôn á. À. Ừ, khá là gà mấy tấn, 5-7 tấn. Rồi ok anh, thì cái này về anh em mình hợp tác với nhau để sao đi. Con này giờ chị dự trù chị bán hết này khoảng nhiêu, bao nhiêu tiền? 15 con bò. Nói gì sợ mình không biết là nói cao người ta cười chết à. Nói là hấp quá người ta chịu. Ai biết đâu thì mình dự trù mình bán hả được thì em quay dạ, phim tiếp gì đâu. Con bò là cái đây qua bên kia coi. Bên kia mà bán ở đây bao nhiêu luôn. Con kia là cái 2 tháng thì bao hả? Ừ. Sao bao được? Tại vì chị biết nó là có chữa chắc. Ờ bao này về người ta khám không được mất công lắm nha. Bao 1 tháng nữa khám hả? Không. Tình trạng này em chỉ bao trong vòng 3 ngày khám thôi, không có dây dưa được. Vậy không mình để nó lại. Cũng được. À mình để nó lại 1 tháng nữa mình bán. Y cái con này cái vú dài dữ á. Mát sữa khủng khiếp của trời. À. Mát sữa dữ lắm ha, con đó là con nào đâu? Con nó là con nào đâu? Bán rồi. Đang chữa lại hả? Ừ, chị cấy nó 2 tháng rồi. Bữa đó chị cấy nó ra được 3 giọt máu thì chị nói con này dính chắc, nó cấy cái dính cái dính. Cây cây dính. Ồ mấy con bò bê đã quá đã. Bởi vậy. Bởi vậy tao hỏi lựa mấy con bò nái nè. Tước chị buông bán rồi, tước với em bé nữa làm sao chị làm mình sẽ không ơi. Nái nền vậy mà đẻ con ra vậy sao hỏi sao vô người ta thấy người ta không thích. Đúng không anh chị thấy bò của người ta đẻ ra bò con nè. Quá đẹp, này cái kem hay gì đây? Con này nè. Ổn đực luôn hả? Đẹp dữ trời. Ồ. Đã quá ha. Rồi. Nhờ trời coi con bò cái mặt nó nè. Trời ơi. Rồi vậy nó đã kìa. Nó lưng đôi, con nào cũng nén nó lưng đôi nè. Thấy bò người ta nuôi không anh chị? Đó, bởi vậy giờ sao giờ không biết giờ bán sao nữa. Vậy. Ê, nó ăn cọng dây kìa. Lấy cọng dây ra. Ba. Lấy cọng dây ra anh chứ để nó ăn nó nuốt. Bò con nè. Bò con bên đây nè. Qua đây nè.
Ồ, cục dây đó nguy hiểm lắm á. Có ba nó làm được thôi, mấy con này nó khôn lắm. Nghe rồi, giờ không biết làm sao để quay. Hai mẹ con ha, đực. Rồi thấy rồi, mát sữa ghê không? Con này mới có 4 tháng vậy không? Ủa mẹ này đem mấy lứa rồi? Lứa mật á. Để lứa đầu luôn hả? Anh làm nhanh nhanh anh ơi, chứ để nó nuốt cọng dây vô mệt lắm nha. Cái cọng dây rơm nó nguy hiểm lắm á. Lô lô nó vô đi, ép bắt nó lấy cọng dây dây rơm ra. Trời ơi. Gặp nó lấy cọng dây rơm, vụ nó lấy cọng dây rơm ra nó nuốt rồi kìa. Rồi bây giờ giờ chị ví dụ nha, giờ chị muốn bán bao nhiêu chị mới nói cho em biết. Hết cái chuồng bò này chị muốn bán nhiêu tiền? Là nhiêu? Bao nhiêu thì nói. Ý chị muốn bán nhiêu thì chị cứ nói. Ví dụ hết chuồng bò này bán 300 triệu thì chị, bởi vì chị mới nói không, chị không biết sao mà chị nói. Trong đây là có 6 bộ mẹ con. Rồi đó. Thôi mình bán hai con kia thôi ha, còn con đó. Ừ, chạy đi, nhưng mà biết chắc chắn nó sẽ có chữa. Rồi bây giờ ví dụ như chị bán bộ mẹ con này nhiêu tiền mà chị kêu cái chuồng này 300 triệu. Mẹ Redman, con đực kem, đẹp dữ lắm đẹp. Con đực kem 32 triệu. Rồi bây giờ chị có cuốn sổ với cái viết, chị lấy ra cho em mượn cái. Sau một hồi lâu á, thì cái giá của chị chủ nhà đưa ra từng con thì nó chênh lệch so với lại cái mức giá lúc nãy chị kêu 300 triệu thì nó khá là chênh lệch. Thì bây giờ em với chị chủ nhà sẽ bước vô trong cái chuồng để thương lượng giá lại một lần nữa cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem coi cái mức giá mà em thương lượng với lại cái mức giá mà chị kêu lúc nãy coi nó là bao nhiêu tiền nha anh chị nha. Rồi thì bây giờ á, con bò mẹ con này là mình cho nó số thứ tự số 1 đi nha. Hồi nãy á, chị em mình chị kêu giá là 32 triệu nè. 32 triệu. Con bò đực này là con bò đực được 3 tháng. Con bò đực kem. Đây anh chị. Thì bây giờ em với lại chị chủ nhà sẽ phân tích và bán cho bà con cô bác anh chị cái bầy bò, cái chuồng bò này cái giá nó hợp lệ ha. Con này 32 triệu. Đây anh chị ơi, con này là con bò Redman. Đẻ con rất đẹp nha. Anh đâu rồi, anh ra đây anh phụ em tay á. Anh luồn bò con vô đây giùm em cái. Đây, con bò mẹ rất là tốt bò. Nè, đẻ con rất là mát sữa nha. Bò mẹ là con mẹ Redman. Đẻ con đực kem. Đó, chị, anh chị thấy con bò đực mà chị chủ nhà chị đứng nè. Nè, anh chị phân tích coi giờ con bò đực này giờ mình mua được bao nhiêu tiền mà trong khi đó là chị chủ nhà chị kêu bán giá bộ mẹ con này 32 triệu. Cái này không phải là em muốn bán bò giá cao, nhưng mà thực sự con bò đực này nó rất là tốt. Anh chị thấy không? Lưng vai rất là lực luôn. Bò mẹ rất mát sữa. Nó bộ mẹ con này 32 triệu, anh chị có đồng ý không ạ? Nếu mà đồng ý chốt giá liền 32 triệu. Cái này là giá của chị chủ nhà chỉ kêu thôi nha. Nhưng mà em thấy cái mức giá này rất là hợp lệ. Mình ở đây em bán bò. Con này là con bò tơ đẻ lứa đầu, thông tin của nó như sau. Bò mẹ Redman đẻ lứa đầu, chiều cao tại phía sau khu gần 1m4 bò. 1m4 bò và đẻ bò con rất là tốt. Bò mẹ con này chốt giá 32 triệu, anh chị nào có nhu cầu mua hoặc là thương lượng giá thì có thể liên hệ vào số điện thoại của em. 32 triệu, bò đực kem nha. Gọi lô nó vô đây mấy cái. Đây, anh chị. Chưa thấy không? Anh chủ nhà đang luồn bò đực chưa? Đó, mình thấy bò đực không? 32 triệu anh chị có mua được không ạ? Mà mẹ đang đẻ lứa đầu nha, mẹ đẻ lứa đầu. Đó, con mẹ bò con được 3 tháng, mẹ phối tinh lại cho anh. Đang lên giống luôn. Đây, bộ mẹ con 32 triệu. Anh chị nào có nhu cầu mua thì mình liên hệ với em ha. Hoặc là có thể thương lượng giá lại một lần nữa, hoặc là có thể đến xem trực tiếp tại đây. Ở đây địa chỉ là cái gì vậy? Ấp 3 xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Đây cho anh chị của bạn, chân móng, móng rất đẹp luôn. Đó, bò mẹ thì chiều cao nó sẽ cập nhật ngay và liền cho bà con cô bác anh chị nè. Rồi ai là người thương lượng giá vậy anh? Ví dụ bây giờ ta kêu bớt, chị có bớt được không? Tiền xe. Tiền xe.
cái ăn luôn, cái ăn là bớt tiền xe. Ví dụ tiền xe ở ngoài Hà Nội. Ồ, chiều cao của con này tới 1m43 là cô chú anh chị của bạn ơi, 1m43 nha, tại phía sau khu bò mẹ Redman. Ví dụ giờ chị bớt là chị bớt trong cái phạm vi là 500, cuối cùng 500 ngàn, ví dụ giống như là tiền xe gần 500 vậy đó. À, chỉ là 500 ngàn thôi đúng không? Bớt chốt giá 500 ngàn là 31.500.000, còn 31.500.000 là chốt giá. Ví dụ ta trả 30 triệu bán không? Không bán. 30 triệu rẻ dữ lắm mà không bán. Là bây giờ thì em cũng đặt hoàn cảnh giống em, giống như là những cái người người ta đến người ta mua thôi. Như vậy thì ví dụ như là 30 triệu chị bán không? Vì bao nhiêu mới bán? Là 31.500.000. 31.500.000 mà em, theo em nha, theo em thì em thấy nó mắc rồi, giờ 30 triệu bán không? Không bán thì là không bán. Thì theo em thì em thấy bộ mẹ con này giá 31.500.000 nha. Thì một cái mức giá rất là hợp lệ anh chị. Chủ nhà người ta nuôi cũng cực khổ lắm. Mình nhìn thấy con bò này, chân móng này, anh chị theo. Nó có xấu không? Không xấu. Bò mẹ con rất là tốt luôn. Mẹ tơ đẻ lứa đầu. Và đẻ con bò con rất là lực luôn nha. Nè anh chị coi, bò đực kem nha. Đó, giá 31.500.000. Nếu như mà anh chị cảm thấy giá cao, mình có thể đến đây thương lượng giá lại một lần nữa, hoặc là có thể đến xem bò. Mà anh chị đến đây xem bộ mẹ con này rồi thì anh chị không có đi được đâu. Bò con rất là đẹp. Rồi, chốt giá bộ mẹ con 31.500.000. Rồi, ở đây bộ mẹ con này hồi nãy chị cũng kêu 32 triệu đúng không? Con là con nào? Con là con đực kem lực này đúng không? Nè, con heo mội nè. Cô chú anh chị các bạn thấy không? Đó, con của con bò này. Con bò mẹ siêu mỏ đen. Đây, cô chú anh chị các bạn thấy bò siêu mỏ đen đẻ con đẹp không? Rất lực luôn. Đó, giận bò con. Anh ra phụ em cái con có bé trên kia là không ai giữ đúng không? Thôi vậy giờ hai chị đứng đây chị thương lượng giá thì không có ai luồn bò, chị luồn không được. Thôi giờ anh bước ra thương lượng giá với em đi. Rồi bò con nè, cô chú anh chị bạn thấy không? Bò con rất lực luôn. Nè, bò đực kem. Bò đực kem này thông tin của nó là 3 tháng rưỡi. Và con mẹ là con mẹ siêu mỏ đen, đang giữ con lứa thứ hai. Bò mẹ phối tinh lại chưa chị? Chưa, nó ra chưa phối luôn. Là có nghĩa là lên giống lại rồi. À, lên giống lại rồi mà chưa phối. Bò con nè. Anh chị thấy không? Nó đang tập ăn thức ăn ha. Đây. Bò con là đang tập ăn thức ăn. Nè. Anh chị thấy không? Rất là lực luôn, bò con 3 tháng rưỡi. Rồi bây giờ chị quyết định chị bán bò mẹ con này 32 triệu. 32 triệu là em thấy giá cao đó. Tại vì bò mẹ nó, cái khung vàng của nó cũng tầm trung mà. Đó, anh phân tích cho đúng giá để cho bà con ta mua. Vậy thì 31 triệu đi cưng. 31 triệu hả? 30 triệu được không? 30 triệu được không? Là 30 triệu là chốt giá không còn thương lượng. Bây giờ mình phân tích thử nha. Con bò đực đó giờ mình bán nha. Con bò đực đó ví dụ giờ bán 14 triệu, 15 triệu. Con bò mẹ còn 14, 15 triệu chị bán không? Bán luôn. Ví dụ giờ người ta mua con bò mẹ không, chị bán 14, 15 triệu, chị con bò đực lại chị chịu không? Rồi chốt giá bọn mẹ con này là 30 triệu, bò đực con rất đẹp của chú anh chị các bạn. Rồi cô chú anh chị bạn đợi em xíu nha. Dạ em nghe anh ơi. Hello, dạ Nóc, em nhờ Nóc dùng quay giùm em bán, giùm em hút bò đó. Rồi bây giờ em đang quay phim á, có gì khoảng tối khoảng 7-8 giờ anh điện lại em cái nha. Dạ. Ok. Rồi chốt giá bộ mẹ con này, đang giữ con lứa thứ hai. Và bán bộ mẹ con này giá là 30 triệu. Con đực nó không mà về anh chị bán 14, 15 triệu là có người ta dư mua. Còn bò mẹ này 14, 15 triệu không lẽ không có người mua. Anh chị thêm phân tích, nói chung là cái mức giá là vừa người mua vừa người bán, chứ không phải là ép giá chủ nhà bán giá rẻ để có khách hàng mua. Và em không có như vậy nha. Đối với những con bò ở trong chuồng này thì anh chị chủ nhà đảm bảo với bà con cô bác anh chị là một điều là
sẽ được bảo hành vấn đề trục trặc sinh sản. Thì trong vòng 3 tháng đầu tiên anh chị mua về, nếu mà có hiện tượng loài lú hí tử cung thì sao chị? Trả tiền, trả tiền, trả bò về đi chị, trả tiền lại. Có nghĩa là chị nhận lại và hoàn tiền đầy đủ. Ừ. Rồi, ok. Đảm bảo luôn mà bò thì tiễn không mà đâu mà bò. Rồi, đó anh chị cũng đã nghe. Thì cái video của em đăng lên, up lên thì em sẽ không có xóa, thì em sẽ để lại. Và con bò kế tiếp này, thì anh chủ nhà anh nói là con bò này khả năng nó mang thai cao nên anh không bán ha. Khả năng mang thai cao và rất là mát sữa nên anh không bán, anh để lại anh nuôi. Con bò này thì nghe đâu phong phanh thì nó đẻ con rất là tốt, nhưng mà giờ anh quyết định không bán rồi. Anh chị nào có nhu cầu mua thì mình có thể đến đây trực tiếp để xem. Tại cái vú này nó mát sữa dữ lắm anh chị ơi, nên nó hơi bự, nó hơi dài, nó hơi hơi thô một xíu ha. Rồi, kế bên bộ mẹ con này thì thấy con bò con là đi không nổi. Cô chú anh chị bạn thấy bò con là đi không nổi rồi. Con bò con là con bò cái 3B dòng 1 và con mẹ là con mẹ Bolai Redman. Bò mẹ bò Bolai Redman, chân móng xương sóc. Đó, đẻ con rất là tốt luôn. Dì lùa nó bò con lại mềm cái. Đây, con này là đang tình trạng của nó là đang giữ con lứa thứ nhất. Đang đẻ giữ con lứa đầu nè anh chị. Mới đẻ. Con này thì đẻ được bao nhiêu ngày rồi chị? Tháng mấy vậy? Tháng mấy rồi, nó đẹp nè. Trời, con 3B mà ở dàn rúng này thì thôi xác định rồi. Chị... đầu trụi nha cô chú anh chị và các bạn nha, mặt cục đầu trụi. Con này dàn thùng rất là lớn luôn. Tại vì con mẹ rất là đẹp nha. Và bộ mẹ con này giờ chị chốt giá lại là 30 triệu. Chị chú nhà chốt giá 30 triệu. Có bớt không chị? Không. Hả? Không. Ví dụ người ta kêu bớt số tiền xe cộ hay sao? Lọc lá nữa. Đẹp lắm, không bán. Không bán nha cha, chứ có nghĩa là không bớt. Chỉ có là bán chốt giá luôn là 30 triệu mới bán. Tại vì nó đẹp quá. Bây giờ không ai mua rồi sao? Để nuôi. Để nuôi. Ví dụ như nhiều người ta trả 29 triệu chị bán không? Không bán luôn. Rồi, chốt giá của chú anh chịu của các bạn ơi. Và bây giờ chiều cao của bộ mẹ con này, con mẹ này chiều cao nói chung là nó tầm khoảng từ đoán nè. Chắc tầm khoảng từ 1m32 rồi. Để cho bà con cô bác anh chị chúng ta mua là mình phải xác định được chiều cao, mình đo ra thử ngoài bức tường là cây cột đó, rồi mình mới quyết định mình mua nha. Mẹ đẻ lứa đầu Bolai Redman, đẻ con bò con khỏi chê rồi, đẻ con bò con cái 3B rất là mát sữa, rất đẹp luôn. Chiều cao tại phía sau khu mà chị là chị đọc giùm em có là nhiêu hả chị? Khâm xuống cho bằng cây thước nha, chứ đừng cao quá. 35, 35. Đâu dữ à? Khum xuống nữa. Không, con này chiều cao 1m33 nè. Chị nhìn cao lắm rồi. Chị đừng cái đầu, chị nhìn đừng bấm vô ngón tay của em. Và chị nhìn bằng với con bò thôi. Đâu bò con đâu, chị lùa lại đây chị. 1m33 tại phía sau khu. Và con bò mẹ rất là tốt luôn. Chốt giá bộ mẹ con này mang số thứ tự số 4. 30 triệu. Mẹ đẻ lứa đầu. Con cái 3B được 1 tháng. Đẹp giả mang. Quà rất là to. Anh chị có thể để con 3B này làm bò nền được nè. Đó. Rồi, chốt giá 30 triệu nha. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu muốn mua thì anh chị có thể liên hệ với số điện thoại của em 0383 777 696. Và kế bên ở đây có con bò mẹ. Con bò mẹ siêu mỏ đen ha. Siêu mỏ đen đẻ con cái kem. Con cái kem được 3 tháng. Cái kem được 1 tháng 20 ngày. Mẹ siêu mô đen. Và bộ mẹ con này anh luộn cái kem đâu tiêu rồi. Lùi lùi vui giùm em cái. Nhanh nhanh chứ để nó mất thời gian của bà con. Rồi nó ra nó thấy người ta đang đứng ngoài kia. Nó cũng nhiều chuyện lắm, gom nguyên bầy ra ngoài. Thấy cái chú kia đang đứng ngoài đó, nó gom nguyên bầy ra ngoài. Không biết cái trò nó ăn gì không. Thấy ông đó nó mừng. Đó. Lô 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 nó đại vô em cái. Trời ơi 6 con bò B. Rồi khó mà lùa vô rồi. Nè con B con đó là con B này nè cô chú anh chị bạn. Nó và bộ mẹ con đó thì xác định bán giá là 25 triệu. Con B con đó nha. Đó con B con đó. Và con bò mẹ là đây. Bò mẹ đây. Bò mẹ là con bò siêu mỏ đen. Con này thì tình trạng của nó là đang
đang giữ con là lứa thứ mấy đây anh ơi? Anh ơi, đang giữ con lứa thứ hai và chốt giá bộ mẹ con này là 25 triệu. 25 triệu. Mẹ này thì chiều cao khá là cao to nha, chân móng thì là móng sò. Bò mẹ này chốt giá 25 triệu. Bò mẹ này nó hơi gầy á chị, thì có bớt xới gì nữa không? Nè, con này chiều cao tại phía sau khu của nó là 1m37. Đó, giờ bộ mẹ con này, mẹ này nó hơi gầy. Rồi, giờ chị có quyết định bớt xới gì nữa không? Hả? Tôi sẽ chút đỉnh là nhiêu? Là 24 năm. 24 triệu 500. Bộ mẹ con này anh chị thấy sao? 24 triệu 500. Mẹ nè, chiều cao 1m37 lần nha. Đó, con nè là chốt giá 24 triệu 500. Rồi anh chị có thể đọc lớn số điện thoại của mình lên đây để người ta có thể liên hệ nè. Ví dụ nha, số điện thoại của anh chị là số điện thoại nhiều là mình phải đọc lớn lên, đọc cái địa chỉ. Đó, 0944 566 022. À, chị tên gì? Chị Ly. Chị Ly, số điện thoại của chị chị cho em cái địa chỉ chính xác đây là cái gì? Ấp 3 Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre. Bình Đại, Bến Tre. Đó, anh chị cũng đã nghe số điện thoại rồi ha. Rồi, kế bên đây là một bộ mẹ con mẹ là con mẹ bô đang giữ con cái kem ba gì? Cái kem 2 tháng. Cái kem nó đâu anh lùi? À, nó đang đứng bên kia luôn ha. Mẹ này cũng bự con. Mẹ này bự con lắm. Con mẹ thì thêm quan sát thì chân móng khá là to. Rúng thì đẹp, rất mát sữa. Bò con này được 2 tháng. Một cái kem được 2 tháng. Gì vậy? Nó qua anh kia kìa. Một cái kem nó nhảy qua anh kia kìa. Đó, thì bộ mẹ con này giờ chị quyết định chị bán giá làm sao đây? 30 triệu. 30 triệu thì em thấy giá này hơi cao. Tại con mẹ này là đang con mẹ đang giữ con lứa thứ ba rồi. Phải không? Nãy nói bò mẹ này giữ con lứa ba đúng không? Bò mẹ này giữ con lứa ba mà giá 30 triệu thì nó hơi cứng. 29 triệu à? 29 triệu em thấy cũng còn hơi cứng. Bò mẹ này thì nói chung là nó tốt tàn. Chốt luôn là 28 luôn. Ví dụ người ta trả 25 triệu rồi sao? 25 không bán, 26 không bán luôn. 27. Rồi 28. 28 triệu là chốt giá nha anh chị ơi. Ở đây có một bộ mẹ con cái kem nè. Đó, con cái kem bên kia rất là lực luôn nha. Bộ mẹ con này chốt giá 28 triệu con mẹ, em nói thiệt cô chú anh chị các bạn. Mẹ con 28 triệu rinh về nuôi liền luôn. Con mẹ đẹp lắm, đẹp. Từ chân móng nè của chú anh chị các bạn thấy không? Giò cắn người ta đứng thẳng băng nè, rúng nè, móng nè. Coi rúng nè, rúng chèn, vú, rất là mát sữa luôn. Bộ mẹ con này 28 triệu. 28 triệu. Có sớ không? Tại nãy có sớ. Ví dụ là giờ lỡ sớ rồi sao? Giờ bán sớ rồi sao? Kêu là bán chứ không sớ, không sợ sớ. Quyết định là bán. Bây giờ lỡ như em nói bò này 20 triệu chị không lẽ chị bán 20 triệu luôn. Rồi, chứ mà em thấy bộ mẹ con này rẻ nè. 28 triệu, đúng rồi. Bộ mẹ con rất là rẻ luôn. 28 triệu bò mẹ, em nói thiệt, bò mẹ về nuôi. Nếu mà mập mạp bình thường trả 30 triệu em không bán. Tại chị chỉ bán 28 triệu bán quá rẻ. Đây. Con bò cái 3B. Bò 3B cái nè, em nói ở đây không phải là em nói để mà em bán, nhưng mà anh chị ơi, mình ở đây đặt hoàn cảnh, ví dụ như anh chị là những người muốn bán bò và kêu em đến, thì em sẽ là người đến để thương lượng giá giống như là một cái người khách vô người ta để mua thôi. Còn vấn đề rẻ ha mắc gì đó là do anh chị bán, anh chị quyết định anh chị bán nha. Không phải em vô đây để em làm chương trình làm cùng làm điên hay là nói xàm này kia. Anh chị có nhiều người anh, nhiều người chị vô đây nói chuyện cũng không được tôn trọng em.
Ở đây anh chị coi bộ mẹ con này giờ mình nãy đưa ra cái giá đó, giờ chốt giá luôn hay sao? 30 triệu luôn hả? 30 triệu chốt giá luôn, không bớt, không thương lượng gì hết. Ta nghe nãy em nói bộ mẹ con kia 28 triệu bán rẻ quá, giờ thấy bộ mẹ con này giờ bán siêu tốt không? Chốt giá luôn là 30 triệu. Bà con cái ba bê lực nè anh chị thấy không? Đó. Anh chị về anh chị nuôi bao lâu rồi? Anh chị bao nuôi bao lâu anh chị lấy vốn, trong khi đó bà con cái ba bê này. Mình tính nó bao nhiêu bê anh chị thấy không? Bao nhiêu bê anh chị nuôi bao lâu? Ví dụ 30 triệu đi, con bò con này nuôi 2 tháng nữa bán 15 triệu. Khoan, để em coi kỹ lại. Cái mặt của con bò ba bê con này có vấn đề anh ơi. Con nó có cục từ nhỏ vậy. Cục vậy. À, cái này là để anh có cọng dây không? Anh cột bò ba bê con này lại để em coi em mới biết được con bò này tình trạng nó làm sao. Nó có cục vậy. Quan sát kỹ lại thì cái mặt của con bò ba bê con này nó có. Nó có cục nó vô vậy. Cái này là lý do là nó bị một cái tác động ở phía ngoài vô. Lúc trước té cái máng rồi nó bị gì luôn. Rồi mình phải vịn nó lại để cho em mò em xác nhận con bò ba bê nó có bị bú hay này kia không. Chứ để nhiều khi mình bán cho người ta, mình bán bò hoàn thiện. Anh tạo điều kiện anh lấy cọng dây anh cột cổ nó lại giùm em cái. Bò ba bê này lực lắm mà anh chủ nhà anh còn lực hơn. Nghịch nắm lỗ tai lại nha, để em mò cho nó kỹ cái. Rồi. Cái này là lúc nhỏ nó bị té vô tay á. Không, cái này nó có mũ rồi. Mũ. Có mũ, nó bị áp xe nè. Ừ. Cái này không ấy được rồi nè, phải điều trị nữa. Ừ. Mổ nó ra, nặng hết mũ nó ra. Bộ mấy con này để lại điều trị hết thì bán. À. Anh kêu sĩ thú y lại rửa vết thương nó, không mấy anh để hôm nào em qua em làm giùm cho. Rồi mình để bộ đó lại đi, tại vì nó không có được hoàn thiện. Ừ. Bán mình giao nhiều khi khách hàng người ta không ấy. Em nãy em nặng ra mũ á. Ừ. Rồi thì sau một hồi lâu á, anh chủ nhà anh vịn lại cho em xử lý coi cái vết thương nó là cái gì, thì nó bị trầy rồi nó làm mũ rồi. Anh làm sớm chứ để mai mốt nó thành mạch lương á. Đúng rồi, mà làm gỡ cái mài ra, nặng hết trong đó ra. Rồi mua cái chai Bovidin, nó giống như nghệ vậy đó. Ra tiệm thuốc tây á, mua cái chai rửa vết thương Bovidin. Về cái mình xịt vô trong đó, hoặc là mình để vô cái ống chích á, mình ống chích thường đựng gắn kim. Mình bơm vô trong đó mình nặn giọt nó ra hết. Rửa một ngày hai lần. Cột chịu cực cột nó lại vài ngày là nó hết ha. Rồi kế đây là cái con bộ. Cái con mẹ này là con mẹ đang mang thai lứa thứ hai. Bò đẹp quá. Mà con cái nó đẻ rồi nên nó mất giá trị. Ừ. Bò mẹ này là con mẹ đang mang thai lứa thứ hai, nó thuộc về cái dòng bò Bosin. Đấy anh chị thấy không, bò đẹp lắm luôn. Khi mà bước vô chuồng em thấy nó là em thấy quá đẹp rồi. Chân móng là móng sò nha anh chị. Con này á thì nó đang mang thai được 6 tháng rồi, mà giờ anh chủ nhà gì chủ nhà giờ quyết định bán 30 triệu. 30 triệu thì em thấy giá nó cứng nha. Chứ theo em thì tầm khoảng từ 29 triệu mình có thể bán được. Đó là em nói thiệt. Chứ không phải là đè giá để mà người ta mua. Tại vì con bò này nó đẹp. Nếu như mà nó không đẹp như vậy thì nó không có tới giá 29 triệu đâu của chính chị các bạn. Bò nền mà mình lựa những con bò đẹp này nó đẻ con ra. Nó rước trước đẻ con bò gì chị? Bò đẻ bò Bắc Nam. Anh cái trầu rồi, ông kêu mua về làm giống rồi. Mua rồi? Ừ. Bây giờ gieo con bò gì đây? Kem. Gieo con kem. Đây anh chị nè, giờ mình quyết định bán sao? Chốt giá 29 triệu theo ý của em luôn. 29 triệu là không thương lượng nữa. Không thương lượng. Không xe luôn. Rồi ok. Tự chở. À. Chứ không còn 29 triệu. Quá đẹp của 29 triệu. Rồi. Đang mang thai lứa 2. Bò này chiều cao tại phía sau khu khoảng 1m3, bò để em đo thử. Giờ về nó là xác định là mắc mưa nữa chắc rồi đó. Nó mới kêu ổng chào liền. Hồi nãy em bị dướng mưa ở bên Mỹ Nhơn. Nè. Con này chiều cao tại phía sau khu của nó, để em đứng bên này nó hơi cào thôi. Không, cả 1m3 là hết. Đó. Đứng im lại.
có tầm 1m28 của chú anh chị các bạn. Con bò cuối cùng chốt giá của chú anh chị các bạn với giá là 32 triệu. À, tơ đang mang thấy lưới đầu, và bò này sẽ rơi vào khung tàn sát lớn nha. Ở đây thì chân móng đi đứng hoàn thiện hết, và tất cả những con bò ở đây thì đảm bảo một điều cho quý tín chịu các bạn, khi mà giao đến thì chúng ta sẽ được quyền kiểm tra thuốc thanh toán, sẽ được quyền kiểm tra bò, dẫn bò đi tới đi lui, đi đứng hoàn thiện mới thanh toán tiền. Đây anh chị thấy không, bò thì nói chung là con này rất là đẹp, rất là kiểu mẫu, đang mang thai bao chữa 8 tháng, tơ đang mang thai lưới đầu. Chốt giá cho quý tín chịu các bạn với giá là 32 triệu, 32 triệu nha. Và con bò này thì chiều cao của nó như thế nào để em đo thử cho quý tín chịu các bạn chúng ta xem. Con này chiều cao tại phía sau khu em đón cái tầm khoảng từ 1m32 bò. Đo nha. Chắc ăn là 1m32 tại phía sau khu nha. Và bò đẹp. Bò đẹp thì cái giá nó cũng phải đẹp nha anh chị nha. Rồi, thì anh chị nào có nhu cầu muốn đến xem trực tiếp hoặc là thương lượng giá lại một lần nữa với anh chủ nhà thì mình có thể đến đây. Địa chỉ là ấp 3, xã Thành Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Và số điện thoại của anh là, đọc lại một lần nữa chị, 0944 566 022 là số điện thoại của chị Ly, và số điện thoại của em là 0383 777 696. Và nãy đến giờ thì em cũng đã đến đây và cập nhật những cái thông tin, những cái hình ảnh và thương lượng giá dùm cho bà con cô bác anh chị, kèm theo kích thước số đo của từng con dùm cho khách hàng ở đây rồi, là chị Ly rồi. Thì rất là mong sớm nhận được cuộc gọi từ bà con cô bác anh chị để mua được những con bò này. Nếu như mà ai cảm thấy thích cái chương trình của em thì hãy ấn vào mục đăng ký kênh phía dưới, và có thể cho em xin một giây để ấn một like như thế này để cái video của em có thể tiếp cận được nhiều người hơn. Bây giờ em xin gửi những cái lời chúc sức khỏe cũng như là những cái lời tốt đẹp nhất dành cho bà con cô bác anh chị đang xem cái chương trình của em. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả của các bạn ở video kế tiếp.